mức giá ô tô giá dưới 600 triệu được xem là lựa chọn kinh tế phù hợp với những cá nhân, doanh nghiệp mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải hay chạy taxi công nghệ. Hãy cùng Invest TV điểm qua 5 mẫu xe dưới 600 triệu đồng bán chạy nhất Việt Nam. Cụ thể, các phân khúc hatchback cỡ nhỏ như hạng A VinFast Fandin, Hyundai Grand i10, sedan hạng B như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City đều sở hữu thiết kế nhỏ gọn, sang trọng và tiện lợi. Hyundai Accent đã bán 6.957 xe và đang có giá bán từ 426 triệu đến 542 triệu đồng. Nâng cấp cải tiến vào cuối năm ngoái, Hyundai Accent sở hữu diện mạo thời trang, nhiều thiết bị. Với cái tên quen thuộc, Toyota Vios cũng đã bán được 5.820 xe và đang là chiếc xe quốc dân của thị trường Việt Nam. Thiết kế bền bỉ, tiết kiệm, dòng xe này có giá bán từ 490 triệu đến 570 triệu đồng, chính là yếu tố thu hút khách hàng tại thị trường Việt Nam. Sau 3 năm xuất hiện tại thị trường, VinFast Fandin đang tạo sức hút và khẳng định vị thế trên thị trường. Hãng cũng đưa ra nhiều chính sách linh hoạt, chương trình ưu đãi hấp dẫn giúp Fandin nhanh chóng gặt hái được thành công với doanh số 5.707 xe. Cái tên Grand i10 Accent là bộ đôi chủ lực của Hyundai tại Việt Nam. Với mức giá chỉ từ 315 đến 415 triệu đồng, Grand i10 là lựa chọn phù hợp cho cá nhân gia đình nhỏ. Khác với các mẫu xe khác, Honda City thu hút khách hàng với kiểu dáng hiện đại, vận hành ổn, tiết kiệm, cùng với đó là việc tích hợp công nghệ an toàn. Ở Việt Nam, dòng này đã bán được 4.112 xe với mức giá từ 499 đến 599 triệu đồng. Đa phần, các hãng xe hướng đến nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp sử dụng cho gia đình.